Cụ ông 89 tuổi ngồi bóp chân cho cháu gái đang mang thai khiến dân tình nổ ra tranh cãi. Mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh của ông ngoại đối với mình khi đang mang thai, gây rất nhiều sự chú ý. Theo cô gái cho biết thì vì xót xa cháu gái làm việc trong thời gian bầu bí, nên ông đã xoa bóp chân cho cháu. Có thể thấy người ông lộ vẻ nghiêm túc như thể người cháu là bảo bối. Như được biết, mặc dù cô cháu gái đã lập gia đình nhưng vẫn được ông ngoại yêu thương. Thế nhưng hình ảnh của ông 89 tuổi nắng chân cho cháu gái đang mang bầu lại khiến dân mạng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng ông ngoại không nên thể hiện tình yêu bằng cách này vì cháu gái nay đã là một người phụ nữ trưởng thành và cô cũng không nên để ông ngoại bóp chân cho mình như vậy được vì ông nay đã tuổi cao. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng mọi người hãy đón nhận suy nghĩ đó bằng suy nghĩ đơn giản vì đây chỉ là cách thể hiện tình cảm của người ông đối với cháu và không có gì là không phù hợp hay đáng chỉ trích ở đây cả. Hiện câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.